Sơ cứu cầm máu. Một, La Mã, mục tiêu. Thứ nhất, phân biệt vết thương làm tổn thương tĩnh mạch hay động mạch hay chỉ là mao mạch. Thứ hai, rèn luyện kỹ năng băng bó hoặc làm garo và biết những quy định khi đặt garo. Hai, La Mã, phương tiện dạy học. Thứ nhất, băng một cuộn. Thứ hai, gạc hai miếng. Thứ ba, bông một cuộn nhỏ. Thứ tư, dây cao su hoặc dây vải. Thứ năm, một miếng vải mềm, kích thước 30 x 10. Ba, La Mã, nội dung và cách tiến hành. Tập sơ cứu cầm máu trong các trường hợp giả định sau. 1. Chảy máu mao mạch và tĩnh mạch. Tập băng vết thương ở lòng bàn tay. Thứ nhất, các bước tiến hành. Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương trong vài phút, cho tới khi thấy máu không chảy ra nữa. Sau đó sát trùng vết thương bằng cồn iốt. Khi vết thương nhỏ, có thể dùng băng dán, có bán phổ biến ở các cửa hàng thuốc. Khi vết thương lớn, cho ít bông vào giữa hai miếng gạc, rồi đặt nó vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại. Lưu ý, sau khi băng, nếu vết thương vẫn chảy máu, cần đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. 2. Chảy máu động mạch. Tập băng vết thương ở cổ tay. Thứ nhất, các bước tiến hành. 1. Căn cứ vào hình 19.1, dùng ngón tay cái dò tìm vị trí động mạch cánh tay. Khi thấy dấu hiệu động mạch đập rõ thì bóp mạnh để làm ngừng chảy máu ở vết thương vài 3 phút. Thứ hai, buộc garo, dùng dây cao su hay dây vải mềm buộc chặt ở vị trí gần sát nhưng cao hơn vết thương, về phía tim, với lực ép đủ làm cầm máu. Thứ ba, sát trùng vết thương nếu có điều kiện, đặt gạc và bông lên miệng vết thương rồi băng lại. Thứ tư, đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Lưu ý, thứ nhất, chỉ các vết thương chảy máu động mạch ở tay hay chân mới sử dụng biện pháp buộc garo. Thứ hai, cứ sau 15 phút lại nới dây garo ra và buộc lại vì các mô dưới vết buộc có thể chết do thiếu oxy và các chất dinh dưỡng. Thứ ba, vết thương chảy máu động mạch ở vị trí khác, chỉ dùng biện pháp ấn tay vào động mạch gần vết thương nhưng về phía tim, hình 19.2. 4. La Mã, thu hoạch. Về kiến thức, thứ nhất, chảy máu tĩnh mạch và động mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lý? Thứ hai, những yêu cầu cơ bản của biện pháp buộc dây garo là gì? Vì sao chỉ những vết thương chảy máu động mạch ở tay hoặc ở chân mới dùng được biện pháp buộc dây garo? Thứ ba, những vết thương chảy máu động mạch không phải ở tay, chân, cần được xử lý thế nào? Về kỹ năng, điền vào các ô trống trong bảng 19 bằng những nội dung thích hợp. Bảng 19. Các kỹ năng sơ cứu vết thương chảy máu. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1. Các kỹ năng được học. Cột 2. Các thao tác. Cột 3. Ghi chú. Hàng thứ 2, cột 1. Sơ cứu vết thương chảy máu mao mạch và tĩnh mạch. Hàng thứ 3, cột 1. Sơ cứu vết thương chảy máu động mạch.